Khoa. Nhắc đến chuyện giảm cân á, có bao giờ mà anh đói bụng đến mức mà anh nhìn cái gì cũng muốn ăn không? Giống như bị hoa mắt, chóng mặt vậy đó, nhìn đâu cũng thấy đồ ăn hết trơn á. Chứ bây giờ nhìn em là anh muốn cắn lắm rồi đó. Anh nói dễ. Nhìn em nó cuốn hút và nó thôi thúc. Anh muốn cắn một cái. Vì em ngọt ngào như một chiếc bánh vậy đó. Có cái bánh nào mà xanh lè như em đâu. Có, bánh da lợn đó. Em là Ngọc Diệp, em là lá nên em mặc màu xanh. À vậy đó. Thế thôi, nhưng mà em cảm ơn anh đã khen em. Và bây giờ thôi để cho em nhường lời khen tặng dành cho thí sinh tiếp theo sau đây. Ai vậy? Một thí sinh mà em nghĩ là chúng ta cần phải khen ngợi nhiều hơn, bởi vì bạn rất rất là nỗ lực. Ai vậy? Dễ thương lắm. Ai vậy? Vâng, xin được giới thiệu Hạnh Tâm. Tuần vừa rồi em tự thấy là em tập cũng rất là nhiều, em đạp xe cũng liên tục. Đặc biệt là phải vào trong cái phòng đó, em thề với mọi người vào xong mọi người xỉu liền, không có máy lạnh. Em cảm giác không thể quên được cái cảm giác đó. Lúc trước á, sáng ăn phở bò, rồi buổi trưa 12 giờ đánh kèn cái bon rồi đi ăn tiếp. Buổi tối về thì không cần phải suy nghĩ, buffet thịt nướng. Còn bây giờ thì ăn ít hơn cả con mèo ở nhà của em nữa. Trước khi bước vào chương trình, các bạn đang ăn quá nhiều năng lượng. Thậm chí có bạn ăn tới 5.700 kilocalo một ngày. Chúng ta thấy con số này thật ra là nó quá lớn so với một cái người bình thường. Chạy marathon 5 km, đương nhiên không có gì bàn cãi cả, em ở top cuối, phải lết đi từng bước. Em vừa chạy em vừa suy nghĩ là tại sao mình lại tham gia chương trình này, sao mình dại dột như vậy, tại sao mình phải làm như vậy, bây giờ mình ăn ngon ngủ yên ở nhà mình không sướng, sao mình phải vào đêm hành xác mà phải chạy như vậy. Cả cuộc đời em chả giờ phải chạy nhiều như thế. Bản thân mình thì chỉ có năng khiếu về nghe nhạc thôi, nên là khi mà được bạn biên đạo dựng cho một cái bài mà nhảy mà quẩy hết mình như vậy thì mình cũng khá là vất vả để theo kịp bài. Người mình thì nó không linh hoạt lắm, chân tay thì mỗi nơi một đường nên là hay bị la trong lúc tập. Nhưng mà thôi kệ, đằng nào cũng qua rồi. Just let me coach ya, show you about my culture. It's a late night show like Conan. Bitch, the party ain't over. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me with a mind to ride and do like me. It feels good when you know you're down, a super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is me, you can't touch. Can't touch this. Hammer time. Anh Tâm và xúc xích anh Huy đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Và bây giờ sẽ là ý kiến từ giám khảo Sơn Huy Trần. Thì cái bài này nó rất là vui, rất là vui và thú vị. Mình muốn hỏi Tâm trước là cái số xích này là trong cái sự tưởng tượng của em phải không? À, tại vì tất cả mọi thứ anh thấy trong cái bài này em thể hiện rất tốt. Và Minh Thiện dựng một cái bài rất hay và sử dụng một cái logic rất là phù hợp trong cái bài này. Nhưng mà anh chỉ muốn thêm một chút xíu nữa về cái phần gương mặt của em. Giống tuần trước anh cũng nói như vậy rồi. Nhưng mà ở đây tại cái tưởng tượng của em là một cái hot dog rất là to, rất là bự như vậy, thì anh cần em thèm nhiều hơn nữa. Cái gương mặt nó chưa thể hiện đúng cái tưởng tượng của em, là nó chưa rất là muốn, mong muốn và thèm cái xúc xích này, thèm một chút xíu hơn nữa và cái bài này sẽ hoàn hảo hơn. Tôi thì tôi khác với Johnny là bạn ấy chỉ thèm trong một cái khoảng thời gian đầu thôi, và sau bạn ấy quyết tâm là không cần tới nó nữa, không có để nó cám dỗ mình nữa, và bạn ấy quyết tâm là phải
làm như thế nào để giữ dáng, giữ người. Cho nên là tập tành rồi này đó. Và cái cây hot đó đó cũng đã thông cảm được cho bạn ấy, tiếp thêm sức mạnh cho bạn ấy để bạn ấy cố gắng giữ cái dáng của mình. Và tôi thấy đây là một cái bài nhảy cũng rất là hoàn hảo. Cảm ơn Minh Thiện đã dựng cái bài dựng này. Và cảm ơn anh Huy và Hạnh Tâm. Xin mời anh Đại Minh Hưng ạ. Tôi thấy là quan sát từ đầu đến giờ, ngày hôm nay đa số, phần nhiều những cái bài thi đưa ra được một cái thông điệp chung cho thí sinh cũng như là cuộc chơi là giảm cân và khống chế được cái sự cám dỗ của thức ăn. Các em bám được cái chương trình là hay. Đầu tư trang phục để giống cái hot dog là điều không hề đơn giản. Riêng với Hạnh Tâm, những cái bước nhảy của em, đúng là em rất có tâm trong từng bước nhảy của mình luôn đấy. Nặng nhẹ rồi em làm cái khuôn mặt của em đó, tất cả mọi thứ nó giống như là một vũ công chuyên nghiệp thực sự. Về bài diễn chung thì là một bài diễn thú vị. Vâng. Và bây giờ là số điểm từ giám khảo Trần Huy Trần. Bài này 7 điểm. 7 điểm, xin chúc mừng. Cũng 7 điểm. Và xin mời anh Hoài Linh. Điểm của tôi gửi đến cho bạn là 7 điểm. Yeah. Như vậy là điểm trung bình giám khảo dành cho các bạn là 7 điểm, xin chúc mừng. Bây giờ sẽ là giây phút hồi hộp. Mời các bạn tiến lên, chỉ cần số cân cụ của bạn là 99,1 cân. Và sau một tuần giảm cân chỉ còn lại 95,7 cân mà thôi. Giảm tới 3,4 ký, tương đương 3,4%. 10,4 điểm, chúc mừng ạ. Như vậy là sau phần thi vừa rồi, hai người cùng điểm dẫn đầu hiện nay là Hạnh Tâm và Minh Thảo. Người thấp điểm nhất vẫn là anh Khoa.